Rồi, hướng dẫn em hôm nay là giải cái đề học cuối 12-23 khóa học lớp 10 của lớp TH1. Gia định đó mình làm TH2, TH3 rồi. Nhưng mà còn TH1 làm luôn đi ha. Đó, đề này trên mạng có, với sạch Google có nha. Nhưng mà không có lời giải nha. Các bạn biết không có lời giải nè. Cái đề gốc của nó. Rồi, cho coi cái đề gốc nó luôn nha. Để góc đó là buổi đầu thôi đi, bỏ coi để góc đi nha, mở lại nó rồi cho coi để góc luôn. Đây, để góc đây. TH1 rồi, nghe và không phải đáp án nha. Đã. Rồi, trên phổ lần trong đề này là bữa sau là bao học sinh giỏi nha, nhớ nha. À. Ta đi vào câu thứ nhất. Rồi. Cho bột magnesium vào những dịch H2O lại tâm trung nóng hóa học này, phát biểu là sau đây là không đúng. Tức là nếu mình biết phản ứng hóa học là như thế nào, đó là Mg H2O lại cho là MgH2O rồi cộng với H2 thì nó nói là phát biểu là sẽ đúng là bột Mg tan nhanh hơn nếu mình đun nóng thì đúng, đúng không? Bởi vì nó phụ thuộc vào nhiệt độ, mình nhớ là tốc độ phản ứng nha. Phụ thuộc vào gì? Phụ thuộc đó, phụ thuộc vào nhiệt độ nè, đúng không? Áp suất nè, đúng không? Rồi nồng độ nè, diện tích tiếp xúc nè, và chất xúc tác. Đó. Vậy cái câu A bột magie tăng nhanh hơn là đúng. Tại vì sao? Nhiệt độ tăng lên thì cái chất này nó sẽ phản ứng nhanh hơn, tăng nhanh hơn. Lượng Mg sau phản ứng thu được nhiều hơn là sai. Câu B là sai. Vì lượng MgH4 thu được nhanh hơn nhưng khối lượng không có đổi nha. Không đổi nha. Chứ không phải nhiều hơn. Được chưa? Khối khí H2 đốt ra nhanh hơn là đúng. À, rồi nồng độ H4 giảm nhanh hơn cũng là đúng không? Bên này là giảm, bên này là tăng. À, nhưng mà tăng nhanh hơn rồi, nhưng chứ không phải là nhiều hơn nha, chỉ nhiều hơn khác à. Rồi, vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? À, B. Hiểu ha? B. Rồi. Giờ tôi sẽ đi vào câu hai. Trong điều kiện không có không khí, đinh hay là Fe tác dụng HCl thu được các sản phẩm như thế nào? Mình nhớ hai phản ứng này rất là quan trọng này. Fe cộng HCl thì nó cho là FeCl2 cộng với H2. Nhưng mà mấy bạn Fe mấy bạn cộng với Cl2 là nó ra FeCl3 chứ không phải FeCl2. Nhớ hai phản ứng này rất là dễ, nhiều bạn rất là dễ nhầm nha. Tại vì sao các bạn hỏi tại vì sao mà nó như vậy thì cái đó là cái tính chất hóa học của nó chứ sao mình biết được, đúng không? Đặc trưng của nó là như thế. Thì mình sẽ chọn đáp án là D, đúng không? Tại vì nó kiểu bước trên là hai, là bổ sung thêm cái này thôi nha. Rồi câu 3. Khi đun nóng chất thăng hoa chuyển từ thể rắn sang thể hơi màu tím, tức là thăng hoa là gì? Thăng hoa là chuyển từ rắn sang hơi luôn, không thông qua tím, được chưa?
Còn nóng chảy là như thế nào? Nóng chảy là gì? Là chuyển từ rắn sang thể lỏng. Thấy chưa? Còn đông đặc là như thế nào? Là chuyển từ thể lỏng sang thể rắn. Đúng không? Hay còn hiểu ha? Ngưng tụ là như thế nào? Là từ thể hơi sang thể lỏng. Nói chung mấy này dễ. Rồi mình sẽ chọn khí hóa. Tiêu điện. Nó có tính chất đó. Rồi câu 4 ha. Phương trình hóa học của phản ứng này khi nồng độ của C3Cl giảm 4 lần, mày giảm 4 lần giữ nguyên nồng độ CL2 giữ nguyên thì tốc độ như thế nào, thì mình dùng công thức đúng không, để dùng cái công thức tốc độ này là K nhân cho nồng độ C3Cl tăng lên 4 lần, tức là 4 mà nó không có cái mũ gì hết đúng không, 4 là CHCl3 còn nồng độ CL2 giữ nguyên. Đó. Thì mình đem cái 4 này ra còn là K nhân CHCl3 mới trình bày cái tự luận là như thế đúng không? Là bằng 4 V, cái này là V phẩy đó, thì nó sẽ là tăng lên 4 lần ha, tốc độ phản ứng tăng 4 lần thì mình sẽ đó, mình sẽ chọn đáp án là A. Rồi mình đi vào câu 5. Cho phản ứng hóa học sao, yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến tốc độ trên? Tức là mình hiểu là sao? Không ảnh hưởng đến tốc độ trên. Mình chú ý nè. Nhớ này nha, tốc độ phản ứng á. Nếu mà mình dùng nhiệt độ đúng không, thì nó liên quan đến rắn, lỏng và khí luôn. Còn nếu mình dùng nồng độ là chỉ liên quan đến khí và lỏng và khí thôi. Còn nếu mà mình dùng áp nồng độ, nhiệt độ, áp suất, áp suất thì nó chỉ liên quan đến chất khí thôi. Còn mình dùng diện tích tiếp xúc, diện tích tiếp xúc thì nó chỉ liên quan đến chất rắn thôi. Còn chất xúc tác thì rắn vẫn khí luôn. Rồi đấy thì thường chất xúc tác rồi đúng không, thường chất xúc tác là nó liên quan hết tất cả, nhưng mà cái khí ít gặp đó. Rắn gặp với lỏng là nhiều nhiều ha, rồi khí ít ít hầu như không có nhiều ha. Rồi chúng ta sẽ chọn đó là gì, áp suất O2 này, áp suất liên quan đến khí là đúng, nhiệt độ là cả ba đúng, hàm lượng carbon là chất rắn này số lượng, cho nên chất rắn đúng không, mà chất rắn thì chúng ta hiểu chất rắn nhưng mà nó liên hàm lượng là cái gì, hàm lượng là cái khối lượng đúng không, cái khối lượng thì hàm lượng tức là cái nồng độ đó, đúng không, hàm lượng là nồng độ của nó thì nó không liên quan đến chất rắn là sai, mà diện tích về mặt carbon thì liên quan đến chất rắn là đúng, nên nói chung là cái câu A, cái câu C là sai, hàm lượng phần D là sai vì hàm lượng carbon đó là chất rắn không ảnh hưởng đến tốc độ ở đó, thì chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Nè. Rồi, ta sẽ đi vào câu 6. Khi nồng độ chất tham gia tăng thì tốc độ phản ứng như thế nào? Đó, khi nồng độ chất tham gia tăng. Rồi, nhưng mà nồng độ chất gì không nói luôn, thì mình hiểu ở đây là chất lỏng với khí ha, tốc độ phản ứng đổi là sao, tốc độ phản ứng giảm sao, tốc độ tăng đúng không ảnh hưởng, tức là cái câu này đúng ra là nó phải nói cụ thể là chất nào hiểu không, thì thường nồng độ nó chỉ dùng cho chất lỏng chất khí đấy hiểu ha, thì câu khi tốc độ phản ứng tăng
À, khi tốc nồng độ phản ứng tăng thì tốc độ phản ứng cũng tăng luôn. À, thì khi nồng độ tăng thì tốc độ cũng tăng, thì chúng ta chọn nó là C. Có ha, đó, câu sáu là C. Rồi câu bảy. Dung dịch dùng để nhận biết các ion hay là gì? Rồi à, chỉ dễ đó nha. Tức là ở đây á, ion đó, nếu mình dùng dung dịch AgNO3 đúng không, thì các phản ứng ion tức là Ag cộng nữa lên lớp 11 ta biết F trừ đó, thì nó ghi là AgF là cái chất này là chất tan đúng không, cho nên nó dẫn đến là không hiện tượng. Rồi Ag cộng này cộng Cl trừ AgCl là kết tủa trắng, cái này là không chất chất tan, tủa trắng. Còn hàng này Ag cộng cho Br, AgBr đúng không, chúng ta mình sẽ ghi kết tủa. Đấy, kết tủa vàng nhẹ nhẹ thôi, còn y là nó đậm đậm với nhẹ, mình hiểu không, đậm thì nó đậm hơn, nhẹ thì nó nhẹ, vì vàng nhẹ cái vàng đậm thì mấy bạn cũng biết rồi đúng không, kết tủa vàng đậm không, đậm giống như là màu cam vậy, màu đậm khi đậm đó. À nói chung là màu đậm nhiệt mình tự biết đi nha, còn cái đó không biết thì mình chọn là D. Rồi đối với các phản ứng có chất ký tham gia khi áp suất tăng, tăng áp suất thì tốc độ phản ứng như thế nào, chất ký nha thì tốc độ phản ứng cũng tăng đúng không, thì tăng áp suất thì cái nồng độ của chất khí tăng lên đúng không, không đổi giảm số, che chuyển động cái chất khí tăng, chuyển động của cái chất khí không có tăng, hiểu em, nó vẫn như cũ, nhưng mà do cái hàm lượng nó cao nên nồng độ tăng lên, chuyển động nó tăng lên khi nhiệt độ tăng, chuyển động nó tăng, còn cái hàm lượng nó không ảnh hưởng đến chuyển động, mình hiểu em, hàm lượng nó không ảnh hưởng đến chuyển động, thậm chí nó còn làm cho chuyển động giảm, được chưa, giống như bây giờ nguyên một cái đàn người mà bây giờ mình kẹt cứng trong trạm giao thông, mình thấy chuyển động nó chậm hay không, còn khi mà cái đường thông thoáng mình thấy nó chuyển động nhanh hơn không, nó giống vậy thì dễ hiểu ha. Rồi chúng ta sẽ đi vào câu chính. Trong nhóm halogen đơn chất có tính oxy hóa mạnh nhất, tức là đơn chất mà có tính oxy hóa mạnh nhất đó là đơn chất nào, đó là F2 là thứ tự tính oxy hóa, dùng quy tắc alpha đúng không, trước thì có ví dụ rồi khỏi đi à. Đó Cl2 Br2 Y2 hiểu chưa. Rồi thì chúng ta sẽ chọn ở đây là nãy chúng ta chọn là nồng độ chất khí tăng lên là đáp án A, chính là chúng ta chọn A, rồi cái này cũng là chọn A luôn, dễ đúng không. Rồi câu 10. Halogen phản ứng mãnh liệt với hydrogen ngay cả trong bóng tối, mình hiểu không, bóng tối đó là fluorine. Đấy, cái này mình gặp rất là nhiều, đây bóng tối nha, đã bóng tối là F, còn này ánh sáng phát tán, còn này là nhiệt độ thường 200 đến 400 cũng cao nhưng mà đã nha, còn cái này là vừa nhiệt độ cao vừa có chất xúc tác thuận nghịch đó, tức là mình hiểu nha, này là ở âm 252 độ bóng tối, tức là nó có F2 là F2 cộng F2 âm 252 độ bóng tối.
Đây, cho là 200 đẹp. Chỉ có thuận nghịch là phản ứng cuối cùng thôi nha. Còn kia là ánh sáng phát tán. Nhớ này là ánh sáng phát tán. Được chưa? Này là âm 200 năm cũng tối. Còn cái hàng này là nhiệt độ 200, 400. Còn hàng này là 300, 500, là phát tán, paladin. Latin, nha. BT Latin. Rồi, thuận nghịch. Mấy cái đó rất quan trọng. Đáng nhớ. Để sau này mình làm mấy cái đợt sinh giỏi là mình sử dụng cái đó làm ra đó. Nó cho gà dữ dằn đó. Rồi, thằng An. Câu số 11. Ứng dụng là sau đây không phải của CL2 xử lý nước bể B. Được nha. Xử lý nước bể B là cái phản ứng học nó là như thế nào đây nè. Xử lý nước bể B. CL2 nè. Cộng với nước. Đó là phản ứng thuận nghịch. Hiểu không? Cho là HCl. HCLO. HCLO là chất oxy hóa mạnh. Có tính khử trùng. Cho nên A là đúng. Còn B đó là nhiễm sát trùng vết thương trong y tế. Người ta không dùng cái này. Tức là suy ra A đúng nha. Đúng. Sát trùng vết thương á. B sai nha. Vì sát trùng vết thương. Đúng không? Người ta dùng thường là ta dùng mà oxy già tức là H2O2 hoặc là chúng ta có thể là dùng mấy cái chất như là diệt khuẩn đúng không? Như là cồn. Cồn tức là gì? C2H5 luôn hết. Không vâng, mấy cái chất khác thì mình không có biết nha. Bên đi y nó biết. C là sản xuất nhựa PVC là đúng. C là đúng. Vì cái sản xuất nhựa PVC là polyvinyl chloro. Là cái này là nó sẽ có CL trong đó, C2CH, CL. Cái này đó là PVC. Có xuất tên lời trong đó đúng không? Thì sau này mấy bạn sẽ biết nha. Nó lên lớp lớp 11, 12 mình sẽ biết. Chương trình mới mình chưa biết nằm ở đâu. Tại vì nằm 12 đó, nha. Tức là chủ yếu là lớp 12. Rồi. D. Sản xuất bột tẩy trắng là đúng luôn. Vì trên là có tính tẩy màu. Nhớ nha. Rồi. Thì chúng ta chọn đáp án B. Cái này mình gặp rồi đúng không? Rồi ta đi vào câu 12. Để khắc chữ lên thủy tinh ta dùng phản nào đúng không? Mặc dù cái axit này là nó yếu đúng không, hơn mấy axit này nhưng mà nó lại phản ứng được thủy tinh, nhưng mà mấy này mạnh hơn thì lại không phản ứng thủy tinh đó, cho nên nhiều lúc mấy bạn đừng có nghĩ axit yếu là nó là sao? Nó không tác dụng, nhưng tức là có những cái nó tác dụng mà cái kia không tác dụng các bạn à, thì mấy bạn hỏi là nó là cái tính kỵ của nó đúng không, ta gọi là giống như là nó kỵ gì đó. Học hóa mình thấy cũng nhiều hay, nhưng mà bạn lấy ra thủy tinh bạn đựng cái này là không có bị ăn mòn, nhưng mà lấy đựng này là ăn mòn vậy. Phải dùng chai nhựa đựng, hiểu không? Nói chung là tùy theo cái hợp chất. Đấy. Rồi tiếp theo câu 13. Cho phản ứng xảy ra trong pha khí sao? Rồi biết vị thức tốc độ trung bình thì này là một chia a là một chia một nhân delta hai đúng không, chia cho delta t, đoạn này cũng là số 1 cho nên lấy trừ một chia b là trừ một chia một là trừ delta sẽ là hai chia cho delta t, còn này có số 2 là không có dấu âm nha, là một phần hai delta h sẽ là delta t, chỉ hai dấu trừ với trừ dưới dấu cộng chia hai, hai dấu trừ dấu cộng chia hai thì chỉ có đáp án này không nản đó, thì chúng ta chọn đáp án là C đúng không? Cho nên mình làm đề học kỳ quá nhiều là 20 đề, cho nên buộc là mình phải xen kẽ học sinh giỏi nha.
để cho mình nâng cái kỹ năng mình lên nữa, chứ còn mình làm cái này hoài là cũng vậy thôi, không có gì hơn. Rồi câu số 14. Các enzyme chất xúc tác có chức năng vượt quá quen gặp rất là nhiều đó, tức là giảm hoạt hóa, giảm năng lượng hoạt hóa của các phản ứng để làm cho tốc độ phản ứng nó tăng. Được chưa? Thì chúng ta sẽ chọn án là C. Rồi, câu 15. 15 như thế nào? Khi cho cùng một lượng alumidon Al vào cốc đựng dung dịch axit HCl 0,1M, tốc độ phản ứng lớn nhất khi dùng nhôm ở dạng nào? Viên nhỏ, nhôm dây, tấm mỏng và bột mịn. Thì thứ tự nè, hiểu không? Thứ tự tốc độ, thứ tự tốc độ đó là bạn biết là bột mịn đúng không? Bột mịn. Tới gì? Dây, tấm mỏng, viên nhỏ đúng không? Viên nhỏ thì nó sẽ tiếp xúc nhiều hơn đúng chưa? Đấy, nhỏ nó từ nhỏ mà, hiểu không? Nhôm dây với tấm mỏng, cái sợi dây nó sẽ nhỏ hơn. Tấm mỏng thì chúng ta chọn đấy là bột mình đi, nhưng mà tùy theo cấu trúc nữa, nó làm lỡ sợi dây to quá cũng đấy đúng không, nhưng mà thôi kiểu gì đi cho nó dễ. Nhưng mà mình chỉ biết này chắc chắn là bột mình là cái viên nó sẽ rất là nhỏ, này nó nhỏ nhưng mà nó nhỏ này nhỏ hơn, còn sợi dây á, là nó sẽ mỏng hơn, là những sợi dây nó sẽ mảnh hơn, giống như nguyên một miếng bột người ta cắt ra miếng tấm bột, người ta cắt ra thành những cái cọng hủ tiếu gì đó nha, cọng hủ tiếu nó sẽ nhỏ hơn những cái miếng bột, ví dụ vậy đi. Rồi, dung dịch hydrohalic acid là ở đây có tính acid yếu nhất, quá dễ đúng không, tính acid HF nhỏ, HCl là nhỏ, VR nhỏ đi. Đó, cho rất đơn giản ha. Vì chúng ta sẽ chọn đáp án là gì? HF là B. Rồi, ta đi vào câu này. Câu này nha. Cái này quá khứ gặp hoài gì? Than bổ ong. Đó là loại than được sử dụng nhiều trong xoài hàng ngày của con người, đặc biệt là trong đun nấu vì rẻ tiền tiện dụng. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, than bổ ong có thể cháy sinh ra khí độc. Ba cái này đều độc hả? Khí CO2 là không có độc nha, nhưng mà khí CO rất là độc nha, mấy người mà chết vì đốt than sưởi ấm là khí này. Còn cái khí này là do đốt trong mấy cái hóa chất đó, hai khí này là hóa chất, và khí gây ra mưa axit là hai khí này nè, hai khí này là gây mưa axit. Khí này không gây nhưng mà khí độc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và người dùng, ô nhiễm môi trường. Trên bề mặt than bổ ong có nhiều lỗ nhỏ, ai cho biết tác dụng cái này thì mình nhớ nhé, là tác dụng của than bổ ong này, đó là than bổ ong có nhiều lỗ nhỏ ha. Lỗ nhỏ vì các lỗ trong viên than bổ ong. Sẽ giúp tăng diện tích tiếp xúc. Đó, giữa than và oxygen trong không khí. Đó, đồng thời cung cấp đủ oxygen cho quá trình cháy. Rồi, một B. Thực hiện phản ứng H2+BR2HBr khi bắt đầu phản ứng nồng độ Br2 là như đây, sau 90 giây nồng độ xác định tốc độ trung bình phản ứng theo Br2 dễ quá đúng không? À, chúng ta dùng cái công thức tốc độ trung bình. Tốc độ trung bình. À, thì thường cái trung bình nó bắt từ gạch ngang, có nhiều giáo viên nó không biết gạch ngang cũng đúng. Tức là trừ 1 chia cho B. Đúng không? Theo như công thức này, theo như công thức trong sách giáo khoa, nhân cho delta
nồng độ Br2 cho delta T, hiểu không? Đó, theo công thức là như thế. Rồi trừ một chia cho một, rồi nồng độ lúc sau 0,082 trừ 0,1 chia cho 90, thì dấu trừ này nè đổi cái dấu đổi giờ lại cái này ha, thì chúng ta sẽ lấy là 0,1 trừ 0,082 chia cho 90, rồi chia cho 90 đó là 2 × 10 mũ trừ 4, đúng ha, 2 × 10 mũ trừ 4 đó, mol chia lít nhân dây, mol chia lít chia dây, đúng không? Rồi xong câu B, bây giờ ta đi vào câu C. Một phản ứng có hệ số nhiệt độ Van Hoff là 4 là pi, hỏi tốc độ tăng từ 20 đến 50 thì tốc độ tăng bao nhiêu lần, thì mình dùng cái công thức lập tỷ lệ vận tốc lúc sau chia vận tốc lúc đầu bằng công thức là hệ số Van Gogh lũy thừa T2 trừ cho T1 chia cho 10 4, T2 là 50, T1 là 20 chia cho 10, không có lấy chữ nhiệt độ nha, 4 mũ 3 đúng không, tại vì 50 chữ 50 là 30 chia 10 là 3 là bằng 64, thì V2 bằng 64 lần V1 chia ra tốc độ cũng tăng 64 lần, đúng không? Đó, tốc độ phản ứng tăng 64 lần. Rồi là chúng ta hoàn thành được câu 17. Bây giờ ta đi vào câu số 18. Hoàn thành các phương trình phản ứng sau. Rồi, những cái phương trình phản ứng này thì ta rất là quen, đúng không? Cái đầu tiên, các phản ứng hóa học. Đó là FeCl3, đúng chưa? FeCl3 còn HCl với FeCl2 nha. Còn cái này là phản ứng tạo ra nước, là dung dịch tạo ra khí, nước kết tổ là xảy ra. Ví dụ ở đây mà Cu tác dụng HCl là không xảy ra, đúng không? Những cái kim loại tác dụng như đó là phải có chỉ rồi, đúng không? Cho nên chỗ này anh tạo ra COCl2 nữa. Rồi chúng ta cân bằng này. Còn cái này nãy mình học rồi nè, ánh sáng phát tán thì nó sẽ sinh ra HCl cân bằng luôn. Còn Br là nhiệt độ 204 độ, trăm độ nhớ là 350 đến 500, xúc tác là BT, platin. Còn cái kia là âm 252 độ. Bóng cỏ. Rồi cái này nó đẩy này, nó dùng 2G NO3 chứ còn thêm NO3 là sai nha. Rồi, cho ra đây là Na2NO3. Rồi, kết tủa này là kết tủa vàng nhạt, đúng không? Rồi, còn cái dung dịch này là màu nâu. Nè. À, còn dung dịch này là màu xanh. À, đây nó của lớp 9. Ai học là lớp 9 là biết rồi, đúng không? Có dạng mà. Và nếu hiện tượng mà viết quy trình phản ứng khi cho 1 ml nước bromine vào cùng vài giọt hồ tinh bột và ống nghiệm chứa 20 định y, thì nó Br2 nó đẩy này đẩy y ra, mà y là làm xanh hồ tinh bột, được chưa? Thì cái phản ứng này rất là bình thường khi mình lấy hiện tượng, mình nói là hiện tượng này xuất hiện và xanh tím đó. Rồi tiếp theo là mình sẽ ghi là phản ứng học. Đó, Br2 nè cộng với Na2 cho ra NaBr cộng với Na2, tức là tính oxy hóa của Br2 mạnh hơn Na2, đúng không? Đấy, hồi nãy mình có chứng minh đâu đó ai và hiểu đó, cái đó giống dùng dùng gì nguyên tắc alpha được. Rồi sau đó nè hồ tinh bột ha, Y2 cộng với hồ tinh bột. À, màu xanh tím. Rồi, xong.
Câu C. Cho bảng số liệu về nhiệt độ sôi của hydrogen 2 liter sau đây. Giải thích vì sao HF có nhiệt độ sôi bất thường? Tại vì nó có liên kết hydrogen, còn mấy khi không có ha. HF đúng không? Liên kết FO với N đó. Liên kết hydrogen là liên kết giữa H với F và O hoặc là O và N. Mấy này là không có O N. FO là không có. Rồi, sắp xếp theo chiều tăng dần tính thử các ion hay là đi thì mình đã làm con này không biết nhiều lần ha. Ra luôn nha. Rồi. Các phân tử hydrogen và fluoride đúng không? Có nhiệt độ sôi hình thành liên kết hydrogen lưu phân tử. Loại liên kết này bền hơn, tương tác. Tại mấy cái kia chỉ có tương tác van der Waals thôi, van der Waals. Đó. Nên nhiệt độ sôi của hydrogen cao bất thường so với các hydrogen còn lại. Rồi. Tiếp theo. Được chưa? Đó là sắp xếp theo chiều tăng dần tính thử thì trong dạng các hydrogen 2 leader. Nè, từ HCl đến Y nhiệt độ sôi tăng dần đúng không? Chủ yếu do tương tác van der Waals và AA tăng dần. Rồi, à, giải thích cái này quan trọng lắm, như thấy gì chứ đi thi nó hỏi trong cái đường trả lời đó. Đừng có xem thường nó là chết. Rồi, câu tiếp. Cho 8,1 gram bột nhôm aluminum á, nhôm A là tác dụng với lượng dư đơn chất hay là điều kiện thích hợp thì thu được 4 gram muối aluminum 2 liter. Xác định tên dễ quá, vậy này chúng ta sẽ gọi halogen thì gọi là X2 đi. Nên là đơn chất halogen cần tìm. Rồi, chúng ta sẽ có phản ứng hóa học. A là cộng với X2. Những cái này mình hiểu không? Điều kiện là nhiệt độ hết là chủ yếu. Thế tại vì mình cộng với cái đơn chất mà xảy ra là thường có nhiệt độ. Nhớ nha. Thường để nhiệt độ là chuẩn. Giống như cháy trong clo. Cháy là phải oxy cộng với hydro không gọi là cháy. Cộng với clo không gọi là cháy. Mà cháy cộng với oxy không gọi là cháy. Mình có oxy là chủ yếu. Nha. Thì dựa vào công trình hóa học ta thấy nha, nó cho hai cái khối lượng thì phải dùng bỏ tổng khối lượng nha, dựa mình thấy là dựa vào chương trình hóa học ta thấy, dựa vào hóa học ta thấy số mol của HCl dưới A là CN3 là bằng nhau đúng không? Số mol của nhôm X3 thì số mol là bằng khối lượng. Như bài này tính ra số mol kê hay hơn chứ. Rồi. Số mol A là này, lấy khối lượng chia cho M lớn. 8,1 chia 27. 27 8,1 là 0,3. Đúng không? Rồi. Được kê ngon. 0,3. Rồi, sẽ kêu ở đây là 0,3. Thì từ đó mình suy ra. Nè. 0,3 tức là mình lấy là 40,5. 40,05 chia mà lớn đó là 27 cộng 3 mà x 0,3.
Hàn Quốc ra Mỹ đóng máy ship xong 40,05 chia 27 cộng 3x bằng 0,3 tiếp so 35,5. À, vậy hỏi tên của đơn chắc mình trả lời 7x thì tên của đơn chắc a a lâu giờ là giờ lâu gì. Rồi ta đi vào câu cuối cùng, câu 20. Hai câu A B A như thế nào? À, cho phản ứng đơn đơn giản xảy ra trong bình tĩnh như thế này, viết về thức tốc độ tức thời. Độ tức thời tức là tại một cái thời điểm thôi, đúng không? V tổng tất cả đó trừ một chia hai nha. À, nhân ngờ delta nồng độ NO. À, delta này là NO đúng không? Chia delta T bằng 1 phần 1 là 1 phần 1 delta trừ những trừ nồng độ O2 chia delta T 1 phần 2. Tuy nhiên nó giống cách thôi, chứ thật ra có nhiều người nó có ghi, người ta không có ghi 1 phần 1 không ạ, hiểu không? Rồi delta nồng độ NO2 chia delta T rồi là chúng ta hoàn thành câu A. Ta đi vào câu B. Ở nhiệt độ không đổi, tốc độ phản ứng thay đổi như thế nào khi nồng độ tăng O2 tăng 3 lần nồng độ NO không đổi? Chúng ta dùng công thức đó là không có dùng thức tức thời đâu nha, dùng tức là V phẩy. Bây giờ V2 đi, V1 nha, V1 là bằng K nồng độ O2 tăng 3 lần, tức là 3 O2 này không có lũy thừa. Rồi nồng độ NO không đổi tức là CNO bình thường, đem số 3 ra K là 3V đúng không? Thì là tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. À, cái trường hợp hai đó là nồng độ NO và O2 đều tăng 3 lần, V2 bằng K 3 nồng độ NO 3 lần là có mũ 2 nha. Rồi nồng độ O2 tăng 3 lần đúng không? Rồi nồng độ O2 tăng 3 lần nhân 3 rồi 3 bình là 9 27 nha, nhân K cho nồng độ là O bình thường. Nhân nồng độ O2 bằng 27V thì là tốc độ cũng tăng 27 lần. Rồi, hoàn thành xong đề này. Hiểu không?